đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao năm rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách chợ giờ xa xôi đôi đường. Còn thương sao là thương, nhớ ai xuôi thuyền bên ngư đẹp trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hồ ngoài vắng lâu chiều nao, ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi chờ anh. Lòng trái đi ngàn phương, mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông xeo chiều buồn, tôi vẫn còn thương. Không về chơi thôn vị, nhìn nắng hàng câu nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Lòng trái đi ngang phương, mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông xeo chiều buồn, tôi vẫn còn thương. Người ơi một mình.
buồn không phiền không sầu vì ai. Màu mắt thơ ngây tóc xõa buồn dài. Lời yêu đương vẫn rót bên tai nhưng lòng không hề yêu ai. Mãi trường thân mến và bao niềm tâm tư vô quên. Bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn. Tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong. Vòng cổ đời nghèo mà
lúc luôn là không khoe sắc ngọc ngà những đồng đà Việt Nam. Sen đây sen nghĩa sen tình như bóng với hình yêu lắm mình ơi. Sen trong có việc luôn là không khoe sắc ngọc ngà những đồng đà Việt Nam. Rụng rời tới
trường làng, ngày ngày hai buổi đến trường, thuở con bắn bươm hái hoa. Yêu dân tộc Việt Nam nơi giống lạc hồng, yêu cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy, yêu cô nhà bên con hai đứa tắm mưa, giờ này nên nghĩa câu châu. Thương ai xa xứ nhớ nhà, bao năm tha phương đất lạ quê, ngậm ngùi lòng xót xa, mắt lệ sầu thương. Người giàu cười áo lao son phân, trả lại vinh quang lầm ngầm. Con chào thầy. Con chào thầy. Hai đứa con vô rồi hả? Hồi nãy giờ đứng ngoài kia có nắng không nè? Dạ không. Dạ không. Con nhớ cái bài mà thầy dạy cho hai đứa con hát không? Dạ. Cái bài đó thầy thích lắm,
hai đứa phải ráng hát cho hay vô nghe không. Bây giờ hai đứa đứng ở đây, thầy ra ngoài kia mua nước cho hai đứa uống, nhớ tập cái bài đó cho hay cho thầy nghe chưa. Dạ. Nhớ nghe không con. Dạ. Nha, thầy đi nha, chờ chút nha. Bạn hát trước đi. Bạn hát trước đi. Thôi, bạn hát trước đi. Rồi thì mình hát nghe. Hát nữa đi. Con mong được nghe tiếng mẹ ơi.
mong được cất tiếng gọi mẹ cha. Phần đời mồ côi con đâu mất gì con, chỉ cầu mong sao luôn có cha mẹ ở bên. Rồi bước vào đời mang thân phận đứa trẻ mồ côi, chẳng biết cha mẹ, ông bà hay là người thân. Phần đời mồ côi sớm hôm thui thủi mình tôi, bạn bè xung quanh không có ai cùng sẻ chia. Chị bán é quá à. Em bán được không? Dạ em cũng không bán được. Vậy là chiều nay về mình phải bị ăn đòn hả chị? Nhưng mà em cũng không muốn bị ngủ đâu. Thôi ráng đi em, chắc mẹ cũng thông cảm cho mình á. Đi bán tiếp thôi em. Dạ. Lại ông đi qua lại bà đi lại, làm ơn cho tôi một ít tiền đi. Lại ông đi qua lại bà đi lại. Ai da, trời đất ơi, nãy giờ mệt muốn chết luôn. Nè, hai đứa béo. Dạ. Sáng giờ có bán được gì không? Dạ, hả? Con không bán được. Cái gì? Hồi sáng giờ, giờ tới chiều luôn, từ chiều tối luôn mà không bán được luôn hả? Dạ. Còn mày, sao? Có bán được không? Dạ, sáng giờ con bán không được. Mày cũng bán không được luôn hả? Trời đất ơi. Mẹ ơi, mẹ đừng đi chơi con. Trời ơi, lên trời ơi. Đúng rồi. Sao mẹ cũng bay bán mà tại sao mẹ không bán? Mẹ ơi, đừng có đánh em mà mẹ. Mẹ ơi, đừng cho em uống thuốc mà. Mày uống thuốc cho tao. Mẹ ơi, con uống thuốc đâu. Mẹ, đừng cho em uống thuốc mà. Con không uống thuốc đâu. Mẹ ơi, đừng mà. Mẹ ơi. Mẹ ơi, đừng mà. Đừng cho em uống thuốc mà. Con mày đó. Tại sao? Hồi sáng giờ tao nói mày sao? Hả? Tại sao mày không bán được? Đâu quá mẹ ơi, đâu quá. Mày ca cái gì mà không bán được? Mày nói tao nghe coi, sáng giờ mày làm cái gì? Con ca bài phận mồ côi. Mày ca phận mồ côi, không xong thì mày phải ca cái giọng cổ cho đời người ta nghe, người ta mới mua được chứ. Ca đi mày. Dòng đời lưu lạc, mặc gió tạt mưa xa, tới ta tâm thân gầy. Lẻ bóng thân cô trên cõi đời này, mẹ cha là ai, làm sao con hình dung được. Bởi vừa cất tiếng chào đời con là trẻ mồ côi, như cánh lùng bình với dòng nước nổi trôi, không bên không bờ tương lai vô định. Trong tiềm thức giữa đêm đen mờ mịt, con vẫn lặng thầm
trời ơi, bán hay dữ vậy. Con bán vé số đó hả? Trời ơi, bán vé số mà hay quá trời vậy. À, để chú mua ủng hộ cho con nha. Dạ. À, đây hồi chú mua hết luôn nè. Ủa mà con. Đó. Cảm ơn chú. Ủa, rồi con ở đây ba mẹ con đâu? Trời đất ơi, sao vậy con? Hả, ba mẹ con bỏ đây một mình. Trời, sao tay chân con chạy hết trơn trội vậy? Ai đánh con vậy? Bây giờ ai đánh con, nói cho cô chú biết đi, ai đánh con? Con nói đi. Thôi giờ gì nè, con ăn cái gì chưa? Chưa hả? Thôi vậy thôi, đi về đi. Cô nấu cái gì cho con ăn nha. Đi cô chú ơi, cô chú ơi, cho con tiền với cô chú ơi. Chị đây chị, em cho chị hết tiền. Dạ. Đi nha con. Đứng lại cô chú ơi. Sao vậy chị? Cô chú nghĩ sao vậy? Cô chú nghĩ sao cô chú dắt con tôi đi vậy hả? Ê, vậy là sao vậy? Chị là lừa đảo lừa gạt con. Lừa đảo lừa gạt cái gì? Chứ lừa đảo lừa gạt hồi nào? Chị chăn dắt em bé đúng không? Chị bắt mấy nhỏ rồi chị hành hạ tụi nó đúng không? Trời đất ơi, nó là con tôi mà, tôi có quyền hành hạ, tôi có quyền lãnh đạm đó chứ. Trời ơi, chị nói gì kỳ vậy? Mắc cười quá, mấy người là ai? Mấy người định dắt con tôi đi hả? Mấy người định bắt cóc tôi con tôi hả? Mắc cái gì? Mấy người muốn tôi thừa không? Thừa cái gì? Mọi người ơi, có người bắt cóc con đất nè. Nè, trời ơi. Thôi. Chị coi chừng tôi đó. Coi chừng cái gì? Đi đây. Đi. Sao vậy? Mày hả nha mày? Nha. Cái mặt của mày á, mày định đi theo người ta hả? Nhưng mày dám theo người ta hả? Nhưng hả? Mày ngon mày theo người ta đi. Nhưng nè, còn một đống vé số này nha. Mày mà bán không hết tao, tao khỏi cho mày ăn cơm luôn nha mày. Nha mày. Ừ, đâu có mày ơi. Nè. Mày bán cho tao đi. Mẹ cha ơi, sao bỏ con giữa chốn chờ đợi? Phần mồ côi con bơ vơ giữa dòng đời nổi trôi. Giờ buồn vui đâu biết chia sẻ cùng Lâm ha. Con đừng có sợ. Chị ngon rồi, ngồi đó ăn chị ngon rồi. Cái gì vậy? Con. Bây giờ con nói cho cô biết đi. Chuyện gì vậy? Có phải bà ta là người đã đánh tụi con đúng không? Con sao con? Con đừng có sợ. Ai đánh con vậy hả? Ai đánh con? Chị chú. Con chỉ đi. Mày hả mày? Tại sao mày đánh con? Không phải cô mà mẹ. Nó chỉ mày nghe. Tại sao mày đánh con? Là chị đó. Ha ha. Chị hay lắm. Chị chăn dắt không những một đứa, hai đứa mà tới ba bé lận đúng không? Ai nói ba bé? Chứ bao nhiêu? Mấy bé ngồi dưới kia nữa kìa. Trời ơi, bà chăn dắt rất là nhiều bé nè ha. Bây giờ nè, tan chứng vật chứng có đầy đủ nè. Mời ba về phường làm việc. Gì kì vậy? Ôi vậy tôi mất cái quyền làm mẹ rồi hả? Lên phường, nhanh lên đi. Quyền làm mẹ. Gì vậy? Tôi những thằng bạn thân từ thuở âu thơ đến ngày khôn lớn, chia nhau đói khổ ngày xưa, nghĩa tình nào với những ngày tháng đậm sâu. Tụi nó ra đi những nẻo đường xa, tụi nó về quê ước mong sao gặp nhau. Gặp nhau anh em xiêm tay mừng vui, xôn xao những câu chuyện xưa năm tháng
số 10, cơn bão được cho là mạnh nhất trong những năm gần đây, hôm nay đã đổ bộ vào đất liền và gây thiệt hại nặng nề tới các tỉnh miền Trung, từ Quảng Bình đến Nghệ An. Theo thông tin ban đầu thì đã có rất nhiều ngôi nhà của người dân bị tốc mái, nhiều công trình công cộng đã không trụ được nơi tâm bão đi qua. Trắng
chưa giận mà thương, thương quê nhà có mẹ. Trăng khuya mãi bơ vơ với đêm dài. Xa quê vừa nói mươi, uống chưa vơi suối nguồn. Lời quê chưa đứng ruộng, mận răng biết cắt còn tôi như cánh chim.
mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.